nay mình sẽ thực hiện đó là chính là một cái thí nghiệm để kết hợp giữa, phải lộn là kết hợp để gọi là tạo lên cái loài Godzilla mạnh nhất ở trong đây, từ con Godzilla nhỏ nhất mọi người, nhưng bây giờ thả ra nó càng quét cái làng của mình. Trước khi á thì mình phải xem mình cái con Godzilla tiến hóa nè, để chúng ta có thể gọi là quýnh bại con Godzilla thường, sau đó chúng ta tiến hóa. Ê con núp lại, mày cầm cái cục màu xanh xanh chưa, mày cầm cái cục này chưa? Ơi con này nhìn ghê hơn á, con này nó có găng tay nữa mọi người, găng tay gọi là găng tay vô cực, cộng với cái búa nó lùm ở nhà mình nữa các bạn ơi. À, đi từ từ, ở cái búa nhà mà nó tiêu rồi. Ơi cái búa nhà mình nó ra nó lụm cái búa mọi người, tầm xa nhà lụm cái búa luôn mọi người ạ. Từ giờ lấy cái ít đồ ăn nó đi hết nổi coi. Rồi tiếp theo là mình cần phải Ủa làm gì? Giờ tao đi phá núi băng. Tao chưa chuẩn bị tí nữa, mày cùng tao quýnh nó con gì ta, con Mosura và con Godzilla này mọi người. Và bây giờ mình cần phải để cái cục này xuống nha. Sau Trời đất ơi, nó đánh tao chết nha. Mày sao mày dùng chiêu đó, nó bị nó bóp mày nó. Rồi bây giờ tao để con này ra để tao bắt con này cái đó. Rồi, ok, cất đồ ăn lên trong nha mọi người. Cất cái này lên trên đây nha. Con bé của tao nó quá là láo rồi, nó đánh tao chết luôn. Rồi, con này ok, chuẩn bị bây giờ mình sẽ đánh bại con Godzilla này trước, cho Godzilla này ra trước nè. Con này sẽ bất tử luôn mọi người ạ. Nhưng mà không đây, được, mấy con bé này nó đánh nhau là mình chết. Ghê quá, nghe tiếng con Godzilla. Rồi, 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 quýnh rồi, quýnh rồi, quýnh rồi, quýnh rồi. Rồi, nó nằm thủi bên đây rồi. Rồi, mày lấy con khỉ mày qua, mày ủi nó núp. Nhớ gần hết máu à, nhớ nhấn restore nha, con núp giật khỉ đột rồi mọi người ạ. À, nó đi, nó ủi cái núi các bạn ơi. Thôi, hai con bé này quýnh nhau là tao chết. Được rồi, giờ tao sẽ quýnh chết con này trước đã. Cái chiêu này mới mạnh nè. Thường yếu dữ mọi người. Godzilla thường cũng yếu luôn mọi người ạ. Không phải đối thủ của con Evo luôn mọi người ạ. Để hỏi máu nha. Hỏi máu nè, bây giờ nhiệm vụ núp là đánh. Mày đi tới đâu rồi? Từ từ, nhiệm vụ núp là chuẩn bị đánh bại con này, nó con này đánh nằm rồi nha. Tao xuống nè, tao cho ra con này cái. Đây đây, mày nhiệm vụ của mày là quýnh con này nè núp. Nhiệm vụ của mày là quýnh bại con này, qua đây. Bên đây nè, nhìn đi đâu, đây núp. Thấy mày đâu nhỏ xíu à. Như đây nè, trời ơi đây nè, quýnh con Mosura nè. Từ từ, nó chạy tới, nó chạy ra, nó chạy lên. Ở quýnh đạn bướm đi, quýnh chết bướm đi. Bây giờ sẽ là thí nghiệm. Trời ơi, quýnh con mình. Nó chưa chết mà tao chết trước rồi. Rồi, tao chết luôn, mày quýnh tao chết chùm luôn nè. Thôi tao nói là mấy con boss, mấy con boss này nó quýnh lộn nè, tao chết trước. Mà chỉnh game bất tử rồi, trời con này vô. Ôi trời ơi, nó nằm một cục kìa mọi người thấy không. Rồi, mình sẽ chỉnh chế độ bất tử lên để mình đi qua bên Trời ơi. Hai tụi nó quýnh nhau rồi. Quýnh mà quýnh, nó quýnh con mày có lý á. Ủa, là con công của tao bị quýnh hả? Công mày bị quýnh tới công chuyện luôn sao? Rồi, để qua mình cởi công, mình đập núp nó mày cởi công mày quýnh đi núp. Chết ngắt rồi, quýnh gì mà quýnh. Chỉnh bất tử rồi. Ồ nó quýnh chết cầm, ui quýnh chết cầm, nó quýnh chết cầm mọi người. Đâu. Mày cà chớn hả mày. Hồi máu nè. Đỡ khiên nè. Ồ con công tàn chứ quýnh. Mày hả mày. Tao có tao đâu, mày đang ngồi hả? Tao đang ngồi nè. Nó quýnh con công đẻ trong quần luôn á. Mày, trời ơi. Ôi hai con đuổi nhau dữ vậy. Hồi má con bướm này nó quýnh con này bay dữ hình như. Không thấy máu luôn á mọi người ạ. Ôi chết rồi. Nó đâu chết, nó gặp á, không chết đâu. À, nó còn một xíu máu nè. Mày hả bưởi, tuổi luôn. Rồi nè, nhìn nè. Rồi, nó chết rồi mọi người.
giờ mới đúng, bây giờ mới đúng là thí nghiệm của mình đây. Chạy chạy công rồi đó ơi, chạy công rồi đó ơi. Đi đâu? Đi đâu giờ? Ôi con này nó hồi sinh rồi, con này nó hồi sinh rồi, con này hồi sinh rồi đây. Ô, vậy là hồi sinh được con cái con Godzilla Mothra, cái con gọi là gì ta, gọi là lửa mọi người, con này nó sẽ kết hợp với con Mothra là đời đạo búp cái gọi là hiệu ứng lửa hết mọi người ạ. Và bây giờ con này rất là mạnh nha, có thể là một nổ là chết chết một hủy đồn luôn á mọi người. Đây là dạng mạnh nhất của con Godzilla thermonuclear. Godzilla cái dạng này là dạng kiểu hạt nhân rồi mọi người ạ. Cái dạng này kiểu là nó cái năng lượng mạnh nhất kết hợp của cái được rồi, để mình quýnh thử con nha. Cái dạng evo này quýnh thể lại con này không nha. Rồi nó mày tránh xa nó, mày mày quyền quýnh lại nó, mày tránh ra đi, tránh ra đi, tránh ra đi. Được đâu, cái dạng này hồi sinh được của mình hay hồi sinh được đâu, cái dạng cái dạng này là tính ra là nó. Ủa là mày bị giết rồi? Nó bị giết rồi. Sao nó bị kêu mày mạnh hơn mày? Nãy tao tha nó cái dạng thì vô cái mạnh hơn mọi người, cái dạng lửa này yếu hơn. Bây giờ núp này núp cỏ này, bây giờ mình sẽ dùng cái con dạng con này quýnh con vô đi đó, cái con cái gì con chua rồng, cái con chua rồng mấy đầu nè, con go đi đá chúng ta, go đi đá. Con mình nhớ là Kindora đúng nhờ, Kindora mới đúng chứ nhờ, nhưng quên tên mà người gọi là kinh, con này gọi là vua mọi người ạ. Con này khi nó xuống là trời đất quay cuồng. Ủa mưa kè kè, nó làm mưa kìa. Đây rồi nó làm mưa kìa. Đây là kẻ thù kỳ kiếp của nó mọi người ạ. Titanus Ghidorah, hay là Ghidorah mọi người. Nấp tránh ra nè. Trời sáng là mọi người, gọi là ánh sáng rồi ban mai mọi người không? Nó khi mà nó tới ra là trời mưa bão, và khi mà nó chết. Ủa, là nó chết rồi hả? Trời ơi, nó chịu không nổi con này mà nè. Con này chịu gì nổi được. Trời ơi, nó chết rồi. Trời, nó bây giờ nó mới muốn thử không? Ui, nó đạp cái chân Storm, mọi người nó đạp cái chân xuống là tạo ra dung nham rồi, nó đúng rồi, mình còn nó nghiệm mà không? Hồi máu nó có chưa hồi máu, mày hỏi nó biết không, tao giết mày nó về. Chưa hồi máu là chưa nào? Cái Titan Ronin nó restore heal kìa. Chứ mà xanh xanh á. Mà đâu đâu. Đúng rồi nha, đầy máu nha. Thôi bây giờ mình gọi hãy dùng chiêu Nuclear ra.
Rồi gãy luôn, thủy luôn á. Anh thủy còn một chấm máu mọi người, anh thủy còn một chấm máu mọi người. Sao hồi máu tiếp? Anh thủy còn một chấm máu chứ, anh thủy là không có đủ tuổi quýnh bại con. Con Godzilla mọi người á. Con Godzilla này đang gọi là mạnh. Ủa mày thu phục con này rồi hả? Hư hụt rồi, nó bỏ. Không, mình tính ra con Evo mạnh hơn. Con Evo thổi một thổi là con này cần chấm máu luôn á. Rồi đúng rồi, bây giờ mình sẽ là bá chủ muôn thú à, nên mình sẽ tiêu gì cũng được rồi. Nó lóc nè. Mày gỡ gái đó, mày gỡ gái đó, mày gỡ gái. Rồi tạm biệt luôn. Đấm ngực nè con, mày thì đấm ngực. Ủa là nó chết rồi hả? Rồi nằm dưới đáy đại dương hết rồi, cái gì nữa? Nó chết rồi, tao bị té nó rồi. Này thì đấm ngực, đúp đấm ngực hai cái mình cho nằm luôn mọi người. Con này tính ra mạnh á, trời. Mày coi nè, bây giờ mình sẽ... Cái skill lửa này là skill mạnh nhất cho mọi người. Nó quýnh một cái là trắng cái vùng trời. Sau khi quýnh bại con Ghidorah thì cái con Godzilla phiên bản lửa đây nè, nó sẽ biến về hình dạng do hồi nãy là mình dùng cái chiêu đạp chết nó, chứ mà mình chiêu gồng á. Chiêu gồng á là con này là gần như là nó sẽ biến về hình dạng màu đen nha mọi người. Trong phim luôn cho mọi người coi là khi mà chúng ta quýnh bại con này bằng chiêu con Ghidorah bằng chiêu gọng hồi nãy thì con này sau khi được bút phấn hoa từ con Mosura thì con này đã lên được cái dạng gọi là mạnh nhất rồi ông nội đúng không mọi người. Đạp chân nè, đạp chân một cái chấm máu kìa. Rồi kết thúc nè, kết thúc cái này giờ sẽ tới mưa. Đúng không nha, thì thường thì sau khi kết liễu con Godzilla bằng cái skill gọng á thì con này mặc định sẽ biến thành màu đen khi dùng hết năng lượng lượng tử á. Con này nó bá đạo mọi người, con này chắc là do mình bắt nó từ cái lúc mình tiến hóa từ con Mosura lên nè, nó gọi là bất tử màu luôn rồi. Nó không biến hết màu, tính ra là chính xác ra là nó phải dùng tính xác ra là khi mà nó quýnh bại con Ghidorah thì nó sẽ bị hết màu, nó hết cái năng lượng mọi người, hết năng lượng lửa nè mọi người ạ, hết năng lượng dung nham nè. Nó vẫn còn, nên quýnh chết nó đi nó mới biến thành màu đen. Ừ con này nó vẫn còn, nó ma Canada á trời. Ơi đứng gần con này là bị cháy lửa mọi người ạ, đứng gần con này là bị cháy luôn mà. Đứng gần con này là gần như là dung nham hoặc là cháy. Ơi xong mà cứ nó tự động di chuyển ngoài ta. Đúng rồi, đứng gần con này là cái lửa xung quanh nó cứ vương ngoài. Con này hơi lỗi tí là cái con này là mình khi đánh bại con Ghidorah là con này sẽ trở thành cái màu này. Mọi người có gọi là cái gì, có recommend để coi mình và núp á. Thì mình lần cưỡi con này thì núp cưỡi con này sẽ quýnh bại mình. Thì các bạn hãy bình luận bên dưới nha, video sau mình sẽ thực hiện thử thách. Ê sao nó có tự động di chuyển vậy? Hình như con núp nó cưỡi rồi sao mọi người ạ? Đây, mày chơi tiền kiêu nắp, mày chơi tiền kiêu nắp. Tao có chỗ cửa đâu, tao đang đứng sau núi. Ôi, sao nó tự động di chuyển vậy? Tự động di chuyển. Ôi, kỳ vậy? Tự động di chuyển luôn kìa. Ê, tự động đánh. Ủa, ghê vậy? Mày quýnh với ai, nó sập kè mọi người ạ. Núp nó sợ kem mọi người, nó định trên mình, may mà mình đã chơi định bất tử rồi chứ không là mình chết được cái chiêu đó rồi mọi người. Nó gặp rồi mọi người, nó gặp rồi. Quá là dữ luôn. Thì mọi người muốn để coi mình và núp ai sẽ là cưỡi con Godzilla mạnh nhất để mình sẽ chấp núp chắc ba con không. Con này quýnh lại con Evo mọi người. Ok, được rồi, video của mình tới đây kết thúc rồi. Để mà coi video sau thì mình và núp mình con nào thì mọi người có thể bình luận bên dưới để có thể gọi là cuộc chiến của những gọi là Titan ở trong Minecraft mọi người. Đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Bye bye và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Nó lá nó quýnh mình kìa mọi người ạ.